Một flagship cao cấp, ngon, bổ rẻ Đừng quên ghé qua hệ thống Di Động Việt Di Động Việt luôn mang đến cho các bạn mức giá cực kỳ là hợp lý Và link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào Thì mình sẽ để ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay Xin chào các bạn Và đây là chiếc máy tính bảng đầu tiên của bên nhà Oppo tại Việt Nam Oppo Bad Air -E. Vâng À, đã lâu rồi thì mình mới thấy Oppo mang một cái sản phẩm không phải là smartphone về Việt Nam các bạn ạ Vậy thì với chiếc Oppo Pad Air này nó sẽ được trang bị những gì? Thì trong cái video hôm nay mình sẽ mở hộp cũng như là chia sẻ nhanh cho anh em về chiếc Oppo Pad Air về cách đóng hộp thì thực sự mà nói đây là một cái sản phẩm dự kiến sẽ được bán ở trong cái phân khúc giá tầm trung thôi nhưng mà cách đóng hộp thì phải gọi là rất là sang xịn mịn các bạn ạ đó ở phía bên trên ấy thì mình sẽ ăn luôn bởi vì thực ra là máy thì mình cũng đã ăn và sử dụng được một thời gian ngắn rồi bây giờ thì làm ăn lại cho anh em mà thôi ở bên trong thì chúng ta sẽ được tặng kèm thêm sách hướng dẫn sử dụng này rồi ở bên trong sẽ có một cái sợi cáp USB Type C và đây là cái phần adapter sạc thực ra mà nói thì bữa giờ mình cũng chưa bao giờ Sạc cho cái Oppo Buds E các bạn ạ Nó xài cũng khá là ổn đấy Thì với cái công suất tối đa của cái sạc này Nó chỉ là 18W thôi nha Còn ở phía dưới thì chắc chắn rồi Sẽ không còn cái gì nữa đâu và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay chiếc Oppo 3 E. Nếu mà các bạn nhìn từ phần mặt lưng á thì mặc dù đây là một cái sản phẩm trong cái phân khúc giá tầm trung nhưng mà thiết kế phải gọi là rất đẹp các bạn ạ. Chúng ta sẽ có một cái phần mặt lưng được làm bằng kim loại này, rồi là viền xung quanh cũng được làm bằng kim loại luôn các bạn ạ chỉ có cái phần ở bên chỗ cái cụm camera nha, cái phần dài này thì nó sẽ được làm bằng nhựa. Nói chung thì về thiết kế với nhà Oppo họ luôn mang đến cho người dùng một cái thiết kế phải gọi là rất đẹp luôn nha các bạn. Còn ở phía trước thì như thế nào? Chúng ta sẽ có một cái viền màn hình không phải là quá dày và cũng không đến nỗi là quá mỏng các bạn Nói chung là chấp nhận được dành cho một cái máy tính bảng trong cái phân khúc giá tầm trung camera selfie thì nó sẽ nằm ở đây ở bên trái thì sẽ có phần nút nguồn rồi là phía trên sẽ là nút tăng và giảm âm lượng cái chất lượng màn hình của chiếc Oppo Bud E thì mình không đánh giá cao và đặc biệt có một điểm mình không thích lắm đó là độ sáng màn hình của nó rất tối các bạn ạ phải công nhận là nó rất tối chứ không phải là nó khá tối nữa đâu đây mình đang để mắc mắc độ sáng rồi này, này và gần như là khó mà có thể là sử dụng được hiện tại thì mình đang bật tới ba cái đèn á và cảm thấy nó nó hơi mờ mờ các bạn ạ. Cái chất lượng màn hình độ phân giải 2K này thì công nhận là độ chi tiết cũng khá ok, rồi là góc nhìn thì cũng gọi là ổn và màu sắc á, thì nó sẽ thiên hướng về cái sự trung thực nhưng mà độ sáng màn hình thì rất rất là khó chịu nha các bạn à, và bên cạnh đó nữa thì một cái điểm mà chúng ta sẽ cần phải nói ở trên chiếc Oppo Bud Air là nó sẽ được trang bị tới bốn cái loa các bạn ơi này một loa hai loa ba loa và bốn loa và bốn loa này thì bên nhà Oppo có nói rằng là đạt cái chuẩn là đôn bả Asmod tuy nhiên về cái chất lượng âm thanh thì mình cũng không đánh giá cao lắm đâu nói chung là cái âm lượng thì nó cũng khá là nhỏ và nhạc nghe cũng chỉ là ở mức là nghe cho có thôi chứ không phải là quá hấp dẫn cho lắm về cái giao diện thì tất nhiên rồi là nó vẫn đang sử dụng cái giao diện là ColorOS mình thì cũng chỉ mới sử dụng khoảng tầm là 1 2 ngày à, cho nên là chưa thể đánh giá sâu cho các bạn về cái giao diện ColorOS này, liệu nó có tối ưu hóa dành cho một cái máy tính bảng với kích thước lên tới là hơn 10 inch như thế này hay không. Còn về hiệu năng thì hiện tại cái chiếc Oppo Pad á trong cái quá trình mà mình trải nghiệm những tác vụ cơ bản hàng ngày nhá thì mình thấy rằng là nó khá là ok với việc xử lý là Snapdragon 680 đi kèm với 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. À, chắc chắn nghe đến cái từ ok rất là nhiều bạn sẽ chửi mình rằng là đang nâng bi cho bên nhà Oppo nhưng công nhận mà nói là cái tốc độ phản hồi á của cái chiếc Oppo Pad trong cái thời gian đầu mà mình sử dụng thì mình thấy là, là tương đối là ổn nó không phải là quá mạnh đâu các bạn đừng nên so sánh với những chiếc điện thoại ha bởi vì á hầu hết những chiếc máy tính bảng chính hãng á, mình nhớ không nhầm là chiếc máy này sẽ ở loanh quanh mức khoảng tầm là sáu bảy triệu gì đó thì nó cũng chỉ có hiệu năng cấp xem xem như thế này thôi là nó không bị phải là vượt trội lắm đâu cho nên là với ví dụ Snapdragon 680 dành cho một chiếc máy tính bảng trong cái phân khúc giá tầm trung phổ thông á, thì là một điều hoàn toàn có thể là chấp nhận được và bên cạnh đó thì bên nhà Oppo cũng sẽ tặng kèm cho chúng ta khi mà đặt trước chiếc Oppo Bud Air -E đó chính là một cái bút có tên là Smart Stylus Pen à, cái bút này có một cái điều rất đặc biệt đó chính là gì đó là các bạn sẽ sử dụng pin 4A các bạn <laughs> Đấy, mình sẽ mở ra cho các bạn khi mà mình vừa nhận cái bút á, thì mình cũng hơi té ghế một chút xíu tại vì đã lâu lâu lắm rồi thì mình mới thấy một cái bút dành cho máy tính bảng mà nó lại sử dụng cái pin là 4A này ha Và thực ra là cái bút này ấy, các bạn có thể là viết cả hai đầu luôn Tức là gì khi mà các bạn sử dụng cái đầu này này Thì các bạn viết cũng ok Đó ok không Rồi là các bạn sử dụng cái đầu này cũng ok Đó, đó. và thậm chí nha Mình sẽ thử luôn cho các nghe này Các bạn sử dụng cái pin này lướt cũng rất ok <laughs> các bạn thấy không đấy chúng ta sẽ được tặng lên tới ba cái đầu bút luôn đúng không đó đó vuốt được cực kỳ mượt mà luôn đấy và viên pin của chiếc oppo bát e thì nó sẽ có dung lượng là bảy nghìn một giờ các bạn ạ và với cái tốc độ sạc công suất là 18 w thì mình nghĩ rằng là sạc cũng tương đối là lâu đấy mình cũng chưa thử sạc và hôm sau trong cái bản đánh giá chi tiết á thì mình sẽ chia sẻ các bạn kỹ hơn nha và tất nhiên là với một cái máy tính bảng thì bên nhà oppo cũng trang bị cho nó thêm một cái ứng dụng tên là kiss này, thì các bạn có thể là vào đây để có thể là truy cập những cái nội dung dành cho em bé hoặc là các bạn có thể là kiểm soát được các con thì hoàn toàn có thể là vào trong cái ứng dụng này nha và đó là những cái điểm chia sẻ nhanh của mình cùng với cái chiếc Oppo bus E các bạn muốn bọn mình làm những cái video so sánh cái máy tính bảng này với những cái sản phẩm nào thì có thể là comment ở phía dưới của video ngày hôm nay còn bây giờ thì bye